Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2019. Thì Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn rất là vui khi được đón tiếp bác Vũ Đình Lưu. Bác Vũ Đình Lưu này thì ở hiện tại là thị trấn Thứa, Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bác Lưu sau nhiều thời gian tìm hiểu ở trên mạng cũng như là hỏi thăm bạn bè thì hôm nay bác Lưu đã đến với trung tâm. Bác Lưu có mua một bộ karaoke gia đình. Đây là một bộ karaoke mà bác Lưu đã đặt mua. Đó là một chiếc âm ly Gold, mã là PA510DH. Sau đây thì tôi sẽ mời bác Lưu lên bàn uống nước và tôi sẽ thử cái chiếc âm ly này là một bài hát karaoke hoặc là dạo tiếng alo để cho các bạn cùng đều được biết ạ. Và xin mời bác Lưu lên bàn uống nước. Vâng, bây giờ tôi sẽ test một bản nhạc để cho các bạn lắng nghe. Vâng, sau khi test nhạc thì tôi sẽ test tiếng alo của chiếc âm ly cho các bạn. Vâng, sau khi test nhạc và test mic xong thì tôi cũng quay gần lại cho các bạn xem chiếc âm ly là PA510H của chú Lưu đã sở hữu. Vâng, và sau đây tôi, trung tâm của chúng tôi sẽ đóng hàng để gửi về chú Lưu, về Lương Tài, Bắc Ninh. Vâng, ngoài bộ âm thanh karaoke gia đình này ra thì trung tâm của chúng tôi là hiện nay là cũng có rất nhiều dàn. Và sau đây tôi sẽ quay khái quát qua những cái bộ dàn mà để trong gian hàng nhà chúng tôi. Vâng, đây là nhiều trung tâm chúng tôi hiện nay là cũng là về rất là nhiều dàn. Đặc biệt là có rất là nhiều những bộ dàn đẳng cấp. Ví dụ như bây giờ tôi đang quay trước mặt các bạn, đây là hai bộ dàn là LS99 của Kenwood cắm điện 220. Hai bộ dàn này là cũng mới được về trung tâm. Các bạn nhìn xem này, rất là sáng, bóng và đẹp. Vâng, sau bộ dàn LS99 đẳng cấp ra thì trung tâm chúng tôi thì cũng có rất nhiều những bộ dàn đại. Ví dụ như là A97 hay là Soli, Palasolic, Fuller hoặc là San Sui. Và tôi cũng thông báo luôn các bạn luôn là hiện tại bây giờ trên thị trường là những cái bộ như là A97 này là trên thị trường rất khan hiếm. Nhưng mà trung tâm của chúng tôi là hiện tại là cũng có khoảng 7 đến 8 bộ đủ để phục vụ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nào mà muốn liên hệ về dàn hoặc là tìm hiểu về giá dàn cũng như là tìm hiểu về hoặc là muốn cần phối ghép những cái bộ âm thanh karaoke cho gia đình hoặc phòng hát karaoke thì xin liên hệ theo số điện thoại là 0982 760098 hoặc là tìm về địa chỉ Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn, Cầu Giàm, Linh Giang, Hải Dương. Vâng, trung tâm chúng tôi là rất là vui khi được phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, tôi sẽ dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.